Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con MTB thương hiệu Gian. Con xe này thì nói luôn về cái độ mới của nó là nó mới khoảng 95%. Đấy, thế còn nó có mới đúng như vậy hay không ấy thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh từng chi tiết để các bạn cùng xem. Đây ạ. Đây. Mình sẽ quay cận cảnh sát sạt sạt cho mọi người cùng xem. Gian đây. Đó. Đây cái bao tay của nó đây ạ. Bao tay Gian. Con này thì nó xài cái group Shimano Acera 3 đĩa 9 lít. Thắng dầu, phanh đĩa, thắng dầu Shimano. Đây ạ, như trên màn hình. Đẹp long lanh và mới thì không tì vết. Đấy. Đây. Cái đầu của nó như thế này. Rồi. Cái phuộc Gian nhé. Đây ạ, phuộc Gian này. Đây. Chính hãng luôn. Xe thì có khóa hành trình, khóa phuộc, hành trình phuộc nhé. Đó có khóa tăng giảm. Ở mức này là nhún nhất. Đó. Ở đây thì này vừa vừa nó có nấc của nó và khóa cứng phuộc thì nó ở cái góc này. Đây, góc này là khóa cứng phuộc. Thì lát mình sẽ test cái phuộc cho các bạn xem, độ nhún của cái phuộc cho các bạn xem. Nhún như là nhún của SH ấy. Rồi đây ạ. Đấy. Nó long lanh như thế này. Mình nói là 95% là khiêm tốn nhé. Thì thực sự nó rất mới. Các bạn cứ nhìn thì biết. Tất tần tật mọi ngóc ngách mình quay cho các bạn xem. Đó. Bánh chính hình, vành chính hình hãng Gian. Vành vỏ là Gian nhé. Đó. Size vành là 26 x 1.95. Đùm Shimano. Đó, đùm Shimano luôn. Trước sau, đây, Shimano. Nó mới kinh khủng luôn đấy. Mới, nó như trong xưởng ra luôn chứ không phải là. Rồi, đây. Tên xe nhá, cái đời xe, tên xe là ATX 307. Xe này là Taiwan sản xuất nha. Hãng Gian này nó sản xuất thông thường thì ở Taiwan và China. Đó. Không tì vết. Mình nói cái xe này nó mới 95% luôn. Bạn nào mà yêu thích dòng này thì gặp con này là chốt ngay chứ. Giá tiền thì vừa phải, cấu hình thì đủ chạy. Acera. Đây. Made in Taiwan. Shimano. Giò đĩa Shimano. Đấy, các bạn nhìn thấy các cái ốc của nó đây này, này là biết cái độ mới của nó như thế nào. Xe rất mới luôn. Tất tần tật zin hết. Đấy, đây, không tì vết luôn. Đây, vít 9 Shimano. Đó, đây thì sẽ thấy được cái độ mới của nó nha. Không một vết ố vàng luôn chứ đừng có nói mà. Cực chất. Shimano đây, đùm sau cũng Shimano nhé. Đó. Thắng thì thắng dầu. Shimano, nó mới kinh khủng luôn đấy. Đấy, đây này, đấy. Quá mới luôn. Đĩa thắng inox luôn. Cái đĩa bằng inox cực xịn. Vỏ thì nó mới mức độ như thế này, như chưa từng lăn bánh. Đây.
Nói chung là xe quá mới các bạn, rất rất mới luôn. Đây nhá, Acera đây nhá. Acera này. Size S nhá, đây size S đây. Đó, có đóng size đồng hả? Kiếm cái chỗ mình quay ra đây các bạn nhìn này. Đó. Không tì vết, tất tần tật luôn. Kể cả phuộc, kể cả ấy nó mới. Kinh khủng luôn á. Con này thì các bạn mà tiếng là xe cũ, mua xe cũ nhưng mà thực ra là sở hữu xe mới. Bây giờ mình sẽ test cái phuộc nhé, cho các bạn xem mức độ nó nhún như thế nào. Phuộc này nó nhún nó êm lắm, nó nhún nó có độ kìm chứ nó không phải là như ba cái phuộc ấy. Đây này, thắng cái này chìm cái xe xuống này này, này mình thắng nhá, này đó, đẩy về phía trước này, đẩy về trước thắng này, nó chìm cái xe xuống, dúi cái xe xuống, nó y hệt cái xe tay ga mà mình đi mình chạy mà thắng cái nó dúi chìm cái xe xuống. Thôi nó ngon thế nào thì ngon, nó đẹp thế nào thì đẹp, nó mới thế nào thì mới, nhưng mà mình vẫn không thể bỏ qua cái bước gọi là test. Đẹp rồi, lung linh rồi, nhưng mà để xem cái bộ chuyển động của nó như thế nào nhé. Mình chỉnh cái máy để mình test cho các bạn xem. Các bạn thông cảm chờ đợi đi. Đây, cứ dí cận cảnh vào cho nó rõ. Đây nha, các bạn xem cái ấy con này. Cứ tách một phát là lên, tách một phát là lên. Đấy, xuống này, nó quăng như con rắn xuống ấy. Nếu xuống nhanh thì nhìn như con rắn, nó quăng ở trên bờ dốc xuống này. Xuống lắm. Quá ngon phải không các bạn? Con này bạn nào có điều kiện lấy con này về chạy sướng, sướng lắm. Mình xe vừa lấy ra khỏi thùng cái là còn không dám chạy thử luôn ấy. Thực sự con này chưa dám chạy thử, sợ nó dơ vỏ chứ không có gì hết á. Dơ vỏ là mất công vệ sinh lại nhé. Tại nhà mình nhiều xe chạy lắm cho nên là. Rồi ok, đây nhé. Đang ở đĩa số 3 lên số 2 này. Các bạn ấy một nửa vòng lên số 2. Từ số 3 lên số 2 nửa vòng, và tương tự như vậy từ 2 lên 1 cũng chỉ nửa vòng. Nó đã lên xong rồi đây ạ. Các bạn nhìn 2, nhìn 2 và 3 trống thì đương nhiên là nó ở lên 1 nhé. Đó. Tóm lại là nó ngon lắm. Kiểu nào thì lát cũng phải lôi ra chạy thôi, trải nghiệm thôi chứ không. Đó. Rồi, mọi thứ là trơn tru, hơn mong đợi luôn. Rồi, đó, thì mình ấy cho các bạn rồi. Rồi, video này vẫn có mới có được mấy phút, mình test cái ấy cho các bạn xem luôn. Quá ngon. Bánh 26 nha các bạn. Bánh 26. Rất rất hiếm khi có con xe mà sản xuất tại Trung Quốc mà nó đẹp như thế này, mới như thế này. Chất lượng thì trên cả tuyệt vời. Đấy các bạn nhìn đấy. Cái chớn của cái đùm Shimano nó quay như vậy đó. Đó.
Ở video này mình sẽ để cho nó quay, em nó quay hết trơn luôn để các bạn xem nó quay được lâu không. Chịu khó giữ. Tất tần tật là đều đồng bộ của Shimano hết. Từ group này, bộ thắng này, hàm thắng này, đùm. Chỉ có vành và sườn của Gian thôi. Tiếng là ông Gian sản xuất nhưng ông chỉ sản xuất được cái sườn thôi, cái sườn với cái vành thôi. Sườn cam vành đó, vỏ đó là của ông Gian sản xuất đó. Còn lại là toàn ông Shimano không. Lâu quá rồi các bạn nhỉ, cho nó dừng nhé. Rồi đây, mình giữ ở khung hình này hơi lâu một chút để các bạn cùng ngắm cái con Gian 3 số 7 này. Độ mới á thì là trên 95%. Size sườn size 43. Khá phù hợp với lại đại đa số chiều cao của người Việt mình. Đó. Các bạn xem được video này nếu mà thích cái dòng này thì liên hệ ngay với mình. Số này 0939086797 để chốt đơn, hoặc các bạn có thể chat qua Zalo và tìm hiểu thêm về nó. Nếu các bạn mà đã ok rồi, xem xong video thấy đủ đầy đủ thông tin cũng như hình ảnh thì gọi ngay số này cho nó nhanh. Còn bây giờ thì mình xin dừng video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.